lãnh đạo. Và sau đây, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc du lịch năm 2021 với chủ đề Tuyên Quang nơi vẻ đẹp hội tụ. Chỉ đạo thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, chỉ đạo nội dung Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Tuyên Quang, kịch bản và tổng đạo diễn tiến sĩ Nguyễn Vũ Phan, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, Đức Dũng, âm nhạc Hải Nam, hình ảnh Mai Thắng, đơn vị tổ chức sự kiện công ty truyền thông Lạc Việt. Thành phần tham gia đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh, sinh viên trường Đại học Tân Trào, các nghệ nhân đến từ huyện Lâm Bình, Sơn Dương, ca sĩ Đỗ Tố Hoa và ca sĩ Mai Trần Lâm, câu lạc bộ xe mô tô đến từ thành phố Hà Nội. Và sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể khách quý và nhân dân, Tuyên Quang, mảnh đất cội nguồn cách mạng, nơi có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều giữ được cho mình một phong tục tập quán tốt đẹp từ bao đời truyền lại, tất cả dệt nên bức tranh văn hóa đa sắc màu Tuyên Quang. Xin hãy thưởng thức một khúc hát then tày vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khúc hát Cung Bướm Lượn Tháng 3, một làn điệu then cổ của người Tày Tuyên Quang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi xuân sâu. Kính thưa quý vị, ca sĩ Đỗ Tố Hồng.